Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Mỗi Mạc Tổng sau khi tỉnh dậy đều nói như vậy. Ngươi phải nhớ lấy cảm giác này. Đây chính là dáng vẻ sau khi bị Mạc hóa. Tâm tính chỉ quan trọng Mạc, không còn tình cảm gì với nhân tộc nữa. Vâng, đệ tử nhớ rồi. Vừa nãy có bất kính với sư thúc, mong sư thúc tha lỗi. Không sao, nếu ngươi không ra tay thì mới là nạ đấy. Đi thôi, ở đây có dấu vết của Mạc Tộc, phía trước có sao. Nào ở đây, Phi Bình, ngươi chuẩn bị khử Mạc Đan đi. Vâng. Vậy còn sư thúc? Là nhân tộc đánh lén đó. Là nhân tộc tới tập kích. To gan. Sư thúc giết chết một lãnh chúa Mạc tộc xong, không ngờ lại dễ dàng hơn cả giết một con kiến. Sức mạnh của sư thúc đúng là kinh người. Dương Khai trong mắt của Miêu Phi Bình nói, ngươi đang âm mưu chuyện gì? Tha tha mạng. Nói ra, ta sẽ cho ngươi chết nhanh chóng. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ta nói. Mạc tướng Vĩnh Hằng. Sư thúc không sao chứ? Không sao. Vừa rồi Mạc tộc đó rõ ràng đã biết không thể nào địch lại, nên thà chết chứ không trốn. Cứ như nào muốn kéo dài thời gian ấy, chẳng lẽ? Không đúng, sư thúc, nhanh về phá hiểu, đại quân của Mạc tộc sắp xuất chinh rồi. Cái gì? Bích Na Quan. Lại lấp ở bên trong không dám ra mặt. 20 vạn đại quân của ta ở đây. Búng một tay cái là công phá được. Truyền tin đi, trận này tốc chiến tốc thắng. Truyền lệnh của vực chủ giết. Không ổn, đại trận sắp không chịu được nữa rồi. Chết ở đây đi. Bình minh trước màn đêm khó chịu nhất, nhưng luôn có một thời khắc sẽ tới. Cố chịu đi, thiếu liên kia.